Ok các bạn ơi, sò tới sò tới. Thì bữa hôm nay mình có mua sò của bên tiểu bang Portland, bây giờ họ đã được chuyển tới. Đó các bạn ơi, cái này là gửi bằng máy bay 1 ngày để tới các bạn nhé. Chuyển phát nhanh, UPS. Thank you. À, dạ, you can Xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình mới mua được một bịch hàu. Cái này là hàu sống của bên tiểu bang Maine các bạn nhé. Hàu này mới là mới bắt luôn của Mỹ, tiểu bang Maine. Bây giờ mình sẽ đi làm món hàu nướng. Thì mình mua là 100 con hàu các bạn. Thì hồi bữa mình lên mạng mình thấy có một cái trang web nó gọi là mualobster.com đó. Thì cái trang web này là của người Việt Nam các bạn, cho nên mình mua mình ủng hộ người Việt Nam của mình. Thì để coi mình nướng con hàu này lên có nó có ngon hơn hơn là cái con hàu mình hay ăn không các bạn nhé. Đó, và các bạn nhìn nè. thì tại vì mình mua trên mạng cho nên họ sẽ bán số lượng rất là lớn là 100 con các bạn, cho nên mình đã mua một hàu của Mỹ. Bây giờ mình rửa đi, nó hơi nhiều đá các bạn nhé. Hàu của Mỹ, hàu này là bự rồi. Hàu này là con này là gọi là muscle. Biết rồi. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Hàu Sống Cùng Nhân Lì. Thì bây giờ bữa hôm nay là mình đã chuẩn bị hàu á, thì mình đã rửa sạch hết rồi các bạn ơi. Bữa hôm nay mình sẽ chơi theo kiểu cây nhà lá vườn, đó chính là mình sẽ nướng theo kiểu của người Cà Mau các bạn. Ở Việt Nam á là khi mà mình ăn những con hàu sống này mình sẽ bắt lửa than lên, nhưng mà ở bên Mỹ là vì điều kiện thời tiết ở ngoài trời rất là lạnh cho nên mình sẽ không nướng bằng lửa than các bạn, mình sẽ nướng bằng lửa điện. Bây giờ mấy con hàu này mình đã rửa sạch và mình đã ngâm vô nước muối và nước ớt rồi, cho nên nó cũng rất là sạch các bạn. Các bạn biết không, có nhiều người họ còn ăn ăn hàu sống nữa, là họ hái họ họ bẻ mấy con hàu lên á xong rồi họ ăn tại chỗ luôn, cho nên cũng mình cũng không có sợ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nướng nó đi, từ từ mình thích ăn đồ đồ chín hơn. À, các bạn biết không, người ta hả nãy con hàu ra người ta ăn luôn tại chỗ luôn, người ta không sợ dơ, cho nên mình đã rửa sạch rồi đó. Bữa nay mình sẽ có chi nè, bơ nè, đó, chanh nè, đó, các bạn thấy chưa, xà lách nè. Và cái món chính của hôm nay chính là rượu nè các bạn ơi. Bữa hôm nay mình quên khui sẵn cái rượu này rồi. Đó, mọi bữa mình khui sẵn không? Xong mình làm gì nè. À, bây giờ bữa hôm nay mình chưa mình quên bài, nãy giờ lo chuẩn bị mấy con hàu này cho nên bữa hôm nay mình quên bài. Bây giờ mình sẽ cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình. Bây giờ mình sẽ đợi mấy con hàu này mở nắp ra. Mình sẽ bỏ chi vô đây. Wow, bây giờ mình sẽ ăn thôi các bạn. Ồ, bây giờ nóng rồi đó. Cái hai lửa này nó giống như là lửa than vậy đó, mình dặn lên. Tại vì nếu mà các bạn ở trong nhà kính như vậy mà các bạn nướng bằng lửa than đó, thì nó rất là độc hại nhé. Mình nướng con sò đẹp sơ sơ rồi thì nó đã nở ra rồi, nó đã hé môi ra rồi. Bây giờ cho nên mình đã tách ra để lãng phí thời gian, để khỏi lãng phí thời gian của các bạn. Quá hấp dẫn luôn, các bạn thấy không, sò đẹp. Con này là con hàu các bạn nhé. Bây giờ để mình chụp hình một cái coi. Wow, các bạn thấy có hấp dẫn chưa nè. Đó, tối nay là mình ăn cái này là mình sẽ chạy vòng vòng luôn. Mềm. Bây giờ để cho cái này nó hấp dẫn thì mình sẽ nướng nó lên đi các bạn. Rồi mình sẽ chế vô, giống như là cái con này mình sẽ ăn là súp me nè, thì mình sẽ rưới súp me lên. Con này mỡ hành thì mình rưới mỡ hành lên đó. Dầu hào. Bây giờ dầu hào thì nó sẽ rưới dầu hào vô các bạn Chiếc nhé. cháo sợi. Trời ơi, các bạn nhìn nè. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ tí mỡ hành vô các bạn. Thật ra thì nó cũng đã nóng lắm rồi. À. Bà mẹ đi bỏ hành vô. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ me vô đó. Lát nữa nó sôi lên mình sẽ ăn nó các bạn nhé. Hấp dẫn. Con này. Ok các bạn ơi, nãy giờ trong lúc mình chờ đợi thì mình đã thấy một em nó sôi sụt sụt rồi. Cho nên mình sẽ quất nó đi. Mình thấy cái em này sôi nè. Đây. Vâng, cho em xin. Wow, các bạn ơi nhìn nè. Hào thì các bạn ui không á.
Hào thì các bạn cũng biết rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ tương ớt sriracha vô đây. Đó. Cái này á, các bạn ăn sống cũng được, cho nên các bạn cũng đừng sợ nhé. Đúng quá. Ngon mềm. Ngon. Good. Ăn nó mềm không? Ồ. Cái miếng hào nó tươi không bạn? Béo không? Béo. Thơm không? Thơm. Ngọt không? Ngọt. Và bây giờ mình thấy mấy cái miếng này nó sôi sôi nè, mình nghĩ là chín rồi đó. Cái này chín rồi. Wow. Mà hành chín nhanh. À. Ngọt quá. Bỏ tương sriracha lên. À. Các bạn nhìn nè, bỏ tương sriracha lên con hào. Liếm húp hào sống. Mềm tươi. Tươi ha. Tươi. Ngon. Trời ơi. Ngon các bạn, tươi các bạn ơi. Tươi à. Nóng quá. Phô mai có sợi. Bây giờ mình bỏ thêm miếng mỡ tỏi vô đây. Cái gì mỡ tỏi? Các bạn biết đi làm về đó, trời ơi, mình ngồi mình ăn hào nướng, trời ơi, nó sôi sụt rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn con nào đây? Hồi nãy giờ mình chưa ăn phô mai cho nên mình sẽ ăn thử hào nướng phô mai đúng không ạ? Wow, đúng không các bạn ơi? Và tương ớt sriracha vô, wow. Đó, các bạn thấy chưa? Ghê chưa? Trời ơi, nó xịt nước ra các bạn. Mấy con hào này xịt nước ra. Trời. Không hỏi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Wow. Trời ơi. Nó thơm quá em. Không biết à. Em đâu có ăn phô mai đâu. Ngon phô mai. Giờ mình đọc. Giờ mình nó ăn chi các bạn. Hết sảy luôn. Trời, nó thiệt chứ. Các bạn biết không? Ăn mấy con hào này á, chỉ là ăn cho vui chứ chẳng no. Con này đi. Wow. Đây là hào sốt nấm. Wow. Ngon lắm. Để mình cho vợ mình miếng này đi. Tại vì là chưa ăn bạn ơi. Đây. Cầm. Phóng mỏ. Sôi đây, ăn đi. Wow. Nóng hổi luôn bạn ơi. Các bạn biết không, khi mà các bạn nướng trên lò than á thì con hào nó sẽ hôi bụp 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 luôn, nhưng mà các bạn nướng như lò điện á, con hào nó nóng thôi nhưng mà nó không có khét, nó vừa đủ ha. Ngon. Tại vì các bạn nướng trên lò than á, các bạn nướng trên lò than các bạn phải chở nó tới lui không, còn các bạn nướng như lò điện á, các bạn thấy không, nó sôi mà một cách âm thầm. Bây giờ mình ăn, em ăn này đi, anh ăn bơ chưa? Chưa đã chè nè, không có chưa đã chè. Giờ mình nó hoàn suy ra chè luôn các bạn ơi. Em ăn con mèo. Ok. Nóng quá vậy. Ngon quá. Ok các bạn ơi, để phục vụ cho chương trình tối nay thêm phần long trọng thì mình đã bỏ thêm một cái sẩn vô cái dĩ nướng để cho nó lẹ rồi đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình mới order thêm một cái này, là mình bỏ dĩ nướng rồi. Wow, hấp dẫn ghê luôn. Đúng quá. Hết sảy con bà bảy ơi, hết sảy con bà bảy ơi. Ừ.
Ngon tuyệt cú mèo. Ăn con này. Rồi vừa ăn mà nghe tiếng nó xèo xèo nó vui chứ gì đâu á. Vô các bạn. Mấy công nhận mấy có cái cột sò đẹp bên Mỹ nè, nó bự gớm không? Này bự ư? Có phải oyster. Oyster. Hào. Hào sống. Ồ, công nhận á. Bỏ cái này vô. Nặng miếng chanh vô. Nặng miếng chanh vô. Húp sò. Này húp lực, cái này húp lực không bỏ luôn á. Rất là nóng các bạn. Chạy trong nó có dầu với mỡ hành nữa, nóng không? Con hào đây. Các bạn thấy không? Ngồi. Đợi, đợi nó đồ ăn chín, uống một ly rượu. À, bóc một cái con khác ăn nữa. Đó. Bỏ cái này lên. Bỏ tương ớt xanh lên. Trong nhà mình cái gì cũng có các bạn. Tại vì mình không có. Yeah. Cạn ly. Bỏ sriracha lên. Bữa hôm nay mình không có rau răm các bạn ơi. Đây, một cái này mình có nhà, mình mua cái bếp than mà mình nướng dữ ha. Sau này hồ. Mà tới lúc mình dọn vô trời lạnh bà rồi. Sau này. Trời ơi, em. Cái miếng hào á. Trời ơi, các bạn ơi. Cái hào mình bỏ tương ớt đỏ lên, mình bỏ mớ xanh lên, mình ăn chanh lên. Wow, nhẹ cho ngon lắm em. Ăn thôi. Từ từ chém. Đây. Quá ngon luôn. Ngon ha. Có thì nó chạm kỹ. Không ha, tương ớt thôi mà. Kỹ chứ. Hấp dẫn. Kỹ kỹ. Không hợp. Hợp quá. Hết sảy. Hết sảy là phải vô. Trời, bên này nó sôi rồi. Để mình bỏ thêm hào lên. À, mình còn tới 100 con hào nữa các bạn. Đó. Trời trời. Cạn ly cái đi. Oh yeah. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn. Cho anh tật cái máy đi. Bây giờ mình có 100 con hào các bạn, thì mình biết các bạn sẽ hỏi mình là anh đang mua mua ở đâu, thì mình sẽ trả lời với các bạn là mình lên mạng Facebook đó các bạn. Thì mình có gặp một cái anh Việt Nam kia. Không? Anh mới nói với mình là ô Nhân ơi, anh vô tình anh coi kênh của em, anh thấy em làm YouTube cho anh đang bán hào à, không bữa nay anh sẽ gửi tặng cho em một thùng hào, 100 con hào, ăn cho con hào nó mập ra các bạn. Đó, qua các bạn nhìn con hào nướng mỡ hành nè. Thì các bạn biết người ta đòi tặng quà cho mình thì chẳng lẽ mình không lấy các bạn. Đang cho sáng mất mày tối mất tay đó. Nhưng mà mình nói thôi thôi là bị kỳ lắm anh, mặc dù em biết là em đẹp trai nhưng mà anh cũng đừng có tặng quà cho em vậy thôi, tại vì mình thấy ảnh cũng bán bạn mình mới nói thôi bây giờ để em mua đi. Thì ảnh bán cho mình 100 con hào các bạn, 100 con hào này. Thì nếu mà các bạn nào thích mua ở Mỹ nữa, các bạn biết không, ở Mỹ này các bạn mua mua hào mà nó gửi qua máy bay các bạn, các bạn tối các bạn mua là sáng nó tới nhà các bạn rồi. Thôi quá đó, bởi vì nó cũng rất là lẻ thôi, nhưng mà nó tươi các bạn nhá. Nó đi bằng máy bay mà không tươi cũng uổng á. Em ăn cái con me đi, anh ăn cái con me đi. Rồi. Con hào này đó. Nó bự nè. Và cái thịt nó chút téo à. Đó. Trời, nó sôi các bạn, thấy nó sôi không? Ừ. Tôi mời cho bạn coi nha.
Đó, nó sôi, sụt sụt luôn. Nó cái nướng nướng cái này nó không có giống than các bạn. Vô hết đi đi. Ăn con mè đi. Ăn con me đi. Ơi. Đó. Cái này là con hàu mình bỏ nước sốt me lên cho nên mình không có bỏ hành ở đây vào. Mình thịt nước tương gì đâu này. Đấy. Đó. Thì cái chỗ mình ở á, cái chỗ mình ở là Missouri, còn cái chỗ của cái anh này bán cái con hàu này á là Portland, Maine, Massachusetts. Có nghĩa là giống như là từ từ Sài Gòn mà các bạn mua hàng ở Hải Phòng vậy đó. Thì cái anh này sẽ gửi hàng từ Hải Phòng về về Sài Gòn cho mình với một cái con đường là máy bay. Mè ngon. Ngon. Ngon ha. Ngon. Con mè ngon. Con mè không so bằng con mỡ hành nhưng mà nó ngon. Ăn mấy con mỡ hành đi. Ăn mấy Có. con. Ui giờ nóng quá. Trời ơi. Chắc hồi hồi trưa ở ở ở Bạc Liêu các bạn biết không, nướng nướng mỡ hành ăn á, nướng hàu mỡ hành ăn á, nướng bằng lò than. Thì nướng lò than nó có cái vui của lò than không, nhưng mà nửa chừng hết than các bạn, nửa chừng hết than cũng cũng hơi buồn. Còn nướng lò điện á, thì nó cũng có cái vui của lò điện mà nó không hết than. Hay quá, nướng nướng lò điện không hết than, mà còn nướng lò than thì nó khỏi sợ hết hết điện luôn. Ngon quá các bạn ơi. Đúng là đời không có gì bằng ăn ngon, uống cũng ngon. À, quá đã. Bây giờ ăn lên ngủ luôn. Cái con này nó sôi kìa. Em ăn thử này đi, dầu hào. Wow. Còn đây là con hàu nướng dầu hàu đó, các bạn biết người người ta bắt con hàu lên để người ta chế dầu hàu, thì để sau đó người ta lấy dầu hàu để nướng cái con hàu này. Thông minh quá, tại sao con người ngoài nghĩ ra những cái hay gì không. Bây giờ bằng cái nó thôi, nãy giờ quên ăn rong biển. Rong biển này à, nãy giờ mình ăn mình phải thổi bạn, ăn mấy này không thổi là không mỏ. Hết sảy luôn. Ăn ấp được bỏ vỏ. Bây giờ mình ngồi mình đợi, các bạn biết không, cái đợi cái cảm giác đợi giờ là hạnh phúc. Bạn ơi ở đây còn thêm một sẩn nữa. Wow. Tối hôm nay ăn ăn cái dĩ hào này săn chắc đẻ bé bi quá các bạn ơi. Thì đó bây giờ mình sẽ cố gắng ăn hết cái dĩ hào này các bạn nhé. Ồ cái con nó sôi kìa, ăn đi. Anh Hả? em bị biết thì anh nói ăn xong làm gì. Chắc chắc đẻ bé bi quá, ăn xong chắc đẻ sao. Oh my sao. Ok. Thì ăn cái này á là chỉ ăn cho vui thôi chứ 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 cũng không no. Cái con cái chín ăn đi. Bây god. giờ Giờ con nằm tuốt dưới xong mua nó lên. Anh lấy con nỉ anh cọp nó đi. Đấy. Nha, cho vợ con này chụp kìa. Rồi nó xèo mà hấp dẫn quá. Cho con vợ con này đi. What do you call me baby? Ok. Bọn nóng sôi luôn hả? Ăn nó À, sôi nóng quá. Cái này là gọi là hàu né các bạn, tại vì các bạn vừa ăn vừa né, nó rất là nóng nha. Mình có bỏ bếp bỏ lên nè. Nóng rụm không? Hết dạy con bà bảy ơi, bỏ miếng con biển đi nữa đó, các bạn thấy chưa, ăn hào là cái gì đó. Trời ơi. Mà ở bên nó chảy không?
quá đã rồi, quá đã. Cái vỏ nó nhìn lạ ha, như cánh quạt. À tăng tăng đất thì đất. Thì cái con hào này á, cái con hào này là đánh bắt tự nhiên nha các bạn, chứ không phải là hào nuôi, bởi vì cái chất lượng của nó, cái thịt nó rất là ngọt. Ok thì con này nóng quá nè. Thì các bạn biết không, ăn lên thì các bạn biết không, ở bên Mỹ này hải sản á là đánh bắt tự nhiên, rất là ít người nuôi, tại vì các bạn biết không, người Mỹ họ thích ăn đồ tự nhiên hơn, họ không thích ăn đồ nuôi. Cho nên những cái đồ mà người ta đánh bắt tự nhiên á, nó rất là ngon và nó rất là theo mùa các bạn. Chẳng hạn giống như là các bạn đi vô trong nhà hàng mà nó phục vụ hào sống này đi, thì nó sẽ ghi là market price, có nghĩa là theo giá thị trường, có nghĩa là bữa hôm đó giống như là cái giá hào nó lên thì nó sẽ bán giá khác đó, chứ nó không có chắc giá, tại vì nếu mà hào nuôi thì các bạn sẽ bán theo ký các bạn, nếu mà hào nuôi thì các bạn sẽ bán theo giống như là hào loại 1, hào loại 2, còn cái này là hào đánh bắt tự nhiên, cho nên họ bán theo giá của thị trường các bạn. Bữa đó mà dông bão kéo tới ầm ầm thì cái nhà mấy nhà hàng bán hào sống này nó tăng giá lên, tại vì thị trường nó đang biến động đó. Nhưng mà các bạn biết không, nóng quá. Nhưng mà các bạn biết không, ở bên Mỹ ngộ lắm, những cái gì mà đánh bắt tự nhiên á họ thích ăn hơn. Bên Việt Nam mình thì người ta nuôi nhiều lắm, hào người ta cũng nuôi nè, lươn người ta cũng nuôi nè, cá lóc người ta cũng nuôi nè. Nói chung là bây giờ cái gì bên Việt Nam, cái gì nuôi được cũng nuôi mà. Thì tại vì những cái sản vật trong tự nhiên nó không còn nữa, cho nên phải nuôi thôi. Còn bây giờ các bạn thấy không, cái con hào tự nhiên của Mỹ nè. Đó, có con hào tự nhiên của Mỹ nè. Các bạn biết không, để các bạn lên YouTube mà các bạn coi mà cái con sò đẹp á, các bạn biết con sò đẹp không, thì là con sò đẹp nó có cái còi đây nè. Thì người Mỹ mỗi lần mà họ đi thu hoạch sò đẹp á, cái con sò đẹp bự lắm, họ lên á, cái họ lộn sò đẹp ra, họ chỉ lấy cái còi thôi, còn tất cả những cái vỏ nè, cái thịt nè, họ dục xuống biển lại. Các bạn thấy họ lấy rất là tiếc, giống như là họ bắt con sò đẹp lên phải không, xong rồi họ lấy cái còi xong họ thả xuống biển lại. Nó rất là lãng phí, bởi vì các bạn thấy người Mỹ họ rất là lãng phí, tại vì á người Mỹ á, khi mà họ thu hoạch cái gì mà có giá trị kinh tế thị trường á, họ mới lấy thôi, chứ họ không có lấy hết, giống như là các bạn biết con cá không, thì người Mỹ họ chỉ ăn cái khúc mà người ta gọi là filet á, có nghĩa là cái lườn của con cá đó. Cho nên người khi mà các bạn coi những cái kênh của người Mỹ á, họ lấy con cá lên họ sẽ filet đó, tức là họ chỉ lấy con dao, họ để từ cái đầu, họ gọc xuống một cái thì cái miếng thịt nó văng ra, gọi là filet các bạn. Thì người Mỹ họ chỉ lấy khúc đó thôi, còn xương cá, đầu cá là họ thảy vô thùng hết, hoặc là họ dục nha, cái họ không bán các bạn nhé. Đó, con cá đem lên phải không, họ để họ gọc một cái, rồi họ gọc hai bên cái, lấy miếng thịt nó bán ra thị trường thôi đó. Thì cái đó là cái cách chế biến của người Mỹ như vậy đó. Hải sản gì luôn các bạn, chẳng hạn giống như con tôm hùm đi, các bạn biết không, con tôm hùm họ lên đó, họ chỉ lấy cái đuôi thôi, còn cái đầu á thì mình không biết họ làm gì, chắc họ dục luôn các bạn. Ok bây giờ mình ăn cái này đi, nãy nó khác, em ăn cái đi này chính rồi, em ăn một cái me đi. Ừ, mình ăn cái này đi, bỏ lên tiếp đi, xong này. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình bỏ hào ra đây. Wow. Các bạn đừng thấy nó, em ăn bơ không, không ăn thôi bỏ, thôi đừng bơ thôi, ăn mỡ hành đi, mà mình là người Việt Nam mình phải ăn mỡ hành đúng không, thôi không ăn chi Mỹ, anh không ăn bỏ cũng vậy hả? Đây muốn ăn cái khác. Mình không chơi với đồ Mỹ, bữa nay là mình phải ăn theo kiểu của miền Tây. Right. Wow. À. Bỏ tương ớt vô nữa chứ. Ăn hết cái tương ớt này cái đã. À, các bạn thấy không, cái anh mà bán sò đẹp á, chắc anh thấy cái mình quay video clip này cho anh vui đúng không? Mình quay video clip mình không có nhận tiền quảng cáo của anh. Không biết ảnh coi xong, không biết ảnh coi xong ảnh có cho được mà mang này. Bây giờ mình cạn ly hết các bạn nhé.
quá đã. Ai thì thôi luôn á. À bây giờ mình mới nướng thêm bột dĩ nữa ở ở trong cái bếp mới ra bây giờ cái này là. Con bự nhất. Ăn con bự nhất đi. Không biết ăn này chiếc nhà cái này coi cái này chín nè. Đó, cái này là bỏ, đây là bỏ vô ăn liền liền được nè. Nó khô trời nhìn nó giống cái gì đó ta? Nó teo lên nè. Không được, không được. Trời ơi. Mình nói thiệt các bạn thôi. Ngon ha. Ngon lắm bạn ơi. Nãy giờ mình nói thiệt các bạn mình ăn hả? 70 con rồi đó. Tại vì nếu mà mình quay clip mà mình ăn 70 con á thì các bạn sẽ không tin. Thấy không? Tại vì cái clip nó sẽ rất là dài, thấy không? Ngồi tắt ra rồi ăn nữa, lát nữa mình sẽ đếm giỏ cho bạn coi. Đó, người ta ăn ốc đậu giỏ, mình ăn ốc xong mình đếm giỏ. Để cho các bạn coi mình ăn 100 con hào. Thơm quá. Giận quá. Con bự nhất em. Ô gì à? Trời, mình phải húp sò nè. Mình phải chỉ các bạn húp sò đại pháp của mình. Ăn đi. À, nãy giờ ly nó cạn hoài mà không cạn ta. Đó. Mình chét ớt vô chỗ hiểm của em đó. Chét ớt chỗ hiểm của em đó. Mẹ quên bỏ mà hành nữa chứ. Bỏ mà hành vô. Mặn chanh vô. À. Đây. Một miếng hào sống này, bỏ lên đây luôn. Hết cải con bà bảy nè. Bỏ đâu có dĩ này đâu, bỏ đâu bỏ đây. Đã đây. Mình ăn ốc xong mình bắt con vợ mình nó đổ vỏ các bạn ơi. Vậy là ăn xong rồi là tối nay biết là anh có bao nhiêu con rơi con rớt không. Ok, ăn ốc cùng nhân lì. Đây là ốc hả? Sò. Húp sò cùng nhân lì. Đó. Công nhận á. Làm như người Mỹ á. Mình nói người Mỹ ở trên bọc xịn nè. Ôi anh nghe nói trên đài thì là cảnh sát City chuẩn bị có tuyết hả? Sớm vậy? Được không? Arkansas. Người yêu cũ bây giờ đã có người. Cái tương ớt xanh này anh ăn với hào là đúng sách luôn. Đúng sách, đúng bài bản, đúng trình độ. Hãy cho em thấy cái gì chứ nướng với mỡ hành là ngon nhất. À. Hết rồi. Con bà tám. Ok các bạn ơi, bây giờ mình phải kết thúc video tại đây thôi. Giờ mình để tập trung mình ăn hết cái dĩ hào này đã. Chứ không thôi mình xỉn mồi luôn. Tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Em hết nước rồi.